Siêu anh hùng đầu chọc với biệt tài đấm phát chết luôn, sắp xuất hiện bằng xương bằng thịt trên màn ảnh. Anh chàng con hoang phương Bắc Jon Snow chuẩn bị tái xuất trong series hậu truyện. Áp dụng bài của Snyder Cut, Marvel tung bản No Way Home mở rộng chiều lòng fan. Warner Bros. Không khỏi đau đầu khi hết Mera lại đến The Flash vướng vào rắc rối. Người đàn ông nhanh nhất thế giới nay thậm chí còn đăng bài viết với nội dung thách thức chính quyền rồi xóa Instagram. Đó là các tin chính phía phim sẽ đưa tới các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Trước hết, hãy cùng chúng mình mở đầu với tin vui dành cho những người yêu thích One Punch Man Saitama nhé! Đầu tuần qua, Deadline đưa tin độc quyền, đạo diễn Justin Lin, người đứng sau thành công 5 phần phim thuộc franchise Fast and Furious, sẽ cầm trịch dự án One Punch Man live action của Sony. One Punch Man lấy nhân vật trung tâm là Saitama, một siêu anh hùng với biệt tài hạ gục ác nhân chỉ với một đấm. Thế nhưng, anh lại phiền muộn với chính sự bất bại ấy và trở nên chán chường vì không tìm được đối thủ xứng tầm. Được đón nhận không chỉ tại Nhật mà còn trên toàn thế giới, One Punch Man với xuất phát điểm là truyện tranh trực tuyến đã được chính thức xuất bản vào năm 2012 và nhanh chóng hút fan, hốt bạc với 30 triệu bản in. Bộ truyện được tiếp tục chuyển thể thành anime, trò chơi điện tử và sắp tới là phim người đóng. Sau khi rộ lên thông tin về dự án One Punch Man live action, các diễn đàn mạng hoạt động vô cùng sôi nổi, bàn tán xem ai nên là người đảm nhận nhân vật Saitama. Trong số những anh chọc được cân nhắc, hai cái tên được cho là tiềm năng nhất phải kể tới là Dwayne Johnson và Vin Diesel, hai gương mặt từng hợp tác với đạo diễn Justin Lin trong loạt phim Fast. Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ ra rằng khả năng vị đạo diễn chọn bắt tay với Vin Diesel là rất thấp, xét đến việc mâu thuẫn và sự khác biệt trong quan điểm sáng tạo về anh giàu nhất, chính là lý do Justin Lin rời ghế đạo diễn Fast X. Ngoài ra, một bộ phận người hâm mộ lo ngại rằng dự án sẽ trở thành quả bom xịt và Sony sẽ biến bộ manga anime yêu thích của họ trở thành một thảm họa. Định kiến này bắt nguồn từ việc tác phẩm về phản anh hùng Morbius của hãng thất bại tại phòng vé đến 2 lần. Bạn nghĩ anh chọc nào phù hợp nhất với vai Saitama? Anh đá tảng, anh giàu nhất hay là anh này? Để lại bình luận phía dưới nhé! Tiếp theo, cùng chuyển sang bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Nghe nói tuần qua, tất cả các rạp tại Bắc Mỹ lẫn Việt Nam đều xuất hiện các tân binh mạnh lắm, thẳng tay đẩy bác sĩ lạ ra chuồng gà rồi. Kiếm về gần 2,5 triệu, The Bob's Burgers Movie rớt liền 2 hạng so với tuần trước, nhận vị trí thứ 5. Trụ vững hạng 4 là phim hoạt hình The Bad Guys với hơn 2,5 triệu đô doanh thu phòng vé. Tuần qua xuất hiện thêm một tân binh đe dọa vị trí của bác sĩ lạ. Với 5,2 triệu, Doctor Strange in the Multiverse of Madness lại lùi thêm một bước, nhận hạng 3. Con số ấn tượng 52 triệu của Top Gun Maverick chỉ đủ giúp Tom Cruise giành về ngôi Á quân, vẫn chưa nhằm nhò gì so với 145,1 triệu đô mở màn của Jurassic World Dominion. Bản xếp hạng doanh thu phòng vé Việt mở ra với tác phẩm Trịnh Công Sơn, phim thu về 1,1 tỷ Việt Nam đồng. Top Gun Maverick đang dần hạ nhiệt tại các rạp Việt, nhận về 1,8 tỷ cùng vị trí thứ tư. Ở hạng 3 là chú mèo ú gắn liền với thời thơ ấu của bao thế hệ, Doraemon, Nobita và cuộc chiến vũ trụ Tí Hon với hơn 4,5 tỷ Việt Nam đồng. Ngôi Á quân thuộc về tác phẩm âm nhạc tiểu sử Em và Trịnh khi đạt doanh thu 11,8 tỷ, gấp 10 lần phim Trịnh Công Sơn công chiếu cùng ngày. Và cuối cùng, Jurassic World Dominion tiếp tục giữ vị trí áp đảo tại các phòng vé với gần 15,9 tỷ Việt Nam đồng. New Dung, NX và House of the Dragon đưa ta quay lại nhiều thế kỷ trước, gặp những nhân vật chỉ mới nghe danh qua Game of Thrones, thì tới bây giờ, cuối cùng cũng có một gương mặt quen thuộc quay trở lại. Mới đây, The Hollywood Reporter xác nhận series hậu truyện của Game of Thrones lấy nhân vật trung tâm là Jon Snow chính thức bước vào giai đoạn tiền sản xuất. Mùa 8 cũng là mùa cuối của series Game of Thrones, khép lại với cảnh Jon Snow biết được mình thuộc dòng dõi nhà Targaryen, người thừa kế ngôi báo sắt. Anh buộc phải giết người mình yêu rồi rời khỏi Westeros. Phần hậu truyện này sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Jon Snow tiến về phương Bắc, vượt xa khỏi bức tường. Được biết, đây là ngoại truyện đầu tiên thuộc franchise lấy bối cảnh sau các sự kiện chính của trò chơi Vương quyền. Các tác phẩm được công bố trước đó bao gồm 10,000 Ships, Nine Voyages, Dung and Egg, ba dự án hoạt hình hay House of the Dragon lên sóng vào ngày 21 tháng 8 sắp tới đều đóng vai trò tiền truyện. Dù chưa công bố nội dung chính hay những cái tên tham gia dự án, khán giả có thể mong đợi sự trở lại của Kit Harington trong vai Jon Snow, nhân vật đã mang về cho anh hai đề cử tại lễ trao giải Emmy 2016 và năm 2019. Không những vậy, dự án cũng mở ra cánh cửa cho các nhân vật khác của vũ trụ Game of Thrones trở lại, trong đó phải kể đến Arya Stark, Sansa Stark và nữ chiến binh Brienne xứ Tarth. Ngay cả khi họ không tái ngộ với Jon Snow trong series hậu truyện sắp tới, vẫn có khả năng HBO sẽ tiếp tục sản xuất thêm các hậu truyện tương tự với Arya, Sansa hay Brienne làm nhân vật trung tâm. Hậu truyện hiện chưa công bố lịch bấm máy hay phát hành.
Tuy nhiên, dựa trên việc có tới 7 ngoại truyện đang được phát triển, rất có thể phải một thời gian dài nữa chúng ta mới được gặp lại Kit Harington trong hình tượng Jon Snow. Trước khi trở lại làm chàng con hoang phương Bắc, anh sẽ tiếp tục cầm kiếm chiến đấu nhưng ở vũ trụ điện ảnh Marvel với tác phẩm Black Knight dự kiến ra mắt trong 2 năm tới. Sau thông báo của HBO, nhiều người hâm mộ, đặc biệt là những người không hài lòng với cái kết của mùa 8 Game of Thrones, hy vọng rằng hậu truyện Jon Snow sẽ mang đến một lời giải thích và một cái kết thỏa đáng hơn cho series ăn khách này. Vậy là fan của One Punch Man, Game of Thrones đều đã nhận tin vui rồi. Kế tiếp đến lượt những người yêu thích series Squid Game, tác phẩm Joker và No Way Home đón tin tốt lành nhé! Netflix xác nhận sản xuất Squid Game mùa 2. Chủ nhật vừa rồi, Netflix chính thức thông báo tiếp tục sản xuất mùa 2 bom tấn Squid Game. Theo chia sẻ của đạo diễn Hoàng Đông Hiếc, ban đầu ông không có ý định làm tiếp mùa 2 nhưng vẫn cài cắm Easter eggs và cho phim một cái kết mở phòng trường hợp mình đổi ý. Tuy nhiên, sau thành công vang dội của mùa 1 khi thu về hơn 100 triệu lượt xem chỉ trong 12 ngày ra mắt, vị đạo diễn nhận thấy rằng ông không thể để hành trình của Ki-hun dang dở tại đây, cảm thấy ông nợ khán giả, những người nhiệt tình ủng hộ Squid Game một phần phim mới. Vị đạo diễn hé lộ rằng mùa 2 sẽ đưa không chỉ Ki-hun trở lại, mà còn cả người đàn ông mặc vest chơi đập giấy và frontman kẻ làm chủ trò chơi. Lady Gaga đàm phán tham gia Joker phần 2. Theo tin độc quyền từ The Hollywood Reporter, nữ ca sĩ diễn viên Lady Gaga hiện trong quá trình đàm phán tham gia phần hậu truyện Joker sắp tới. Như đã đề cập trong bản tin tuần trước, phần phim mới có tựa đề là Folie à Deux, tức là sự điên rồ cho hai người, khiến nhiều khán giả phỏng đoán rằng hậu truyện sẽ có sự xuất hiện của một kẻ điên thứ hai mà nhiều khả năng là Harley Quinn. Vậy nên từ đây, dù chưa có tiết lộ cụ thể về nhân vật Lady Gaga sẽ đảm nhận, nhưng người hâm mộ tin rằng cô sẽ được nhắm cho vai nàng thơ của cả hề điên loạn Joker. Mặt khác, không thể loại trừ khả năng đạo diễn Todd Phillips xây dựng nhân vật mới thay vì sử dụng các nhân vật có sẵn của DC xét trên những thay đổi trong phần phim đầu. Được biết, Todd Phillips từng được ngồi ghế sản xuất cho A Star Is Born, tác phẩm do Lady Gaga đóng chính, nên ngay khi có ý tưởng biến hậu truyện Joker thành phim nhạc kịch, không bất ngờ khi ông lập tức nghĩ đến việc lần nữa bắt tay với cô nàng. Lọt top 6 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại dường như là chưa đủ, No Way Home đang dục dịch tiếp tục nâng hạng khi cho ra mắt bản full không cắt của nhẹ nhõ không còn nhà. Tuần qua, Sony thông báo No Way Home sẽ trở lại rạp Mỹ nhân dịp lễ lao động mùng 5 tháng 9. Tuy nhiên, không giống Morbius phát hành lại với hy vọng chiều fan, bù lỗ, No Way Home ra rạp lần này là bản đầy đủ, khôi phục các cảnh được cắt khỏi bản công chiếu cuối năm vừa rồi. Bản đầy đủ có tựa Spider-Man No Way Home The More Fun Stuff Version được phát hành cũng là để kỷ niệm 60 năm kể từ lần đầu tiên anh hùng đầu tơ xuất hiện trong những trang comic. Bên cạnh đó, một lý do khác cho việc phát hành bản mở rộng này có liên quan trực tiếp tới những màn cameo trong phim. Spoil một chút, No Way Home quy tụ không ít nhân vật cameo cộm cán, từ những nhân vật thuộc các vũ trụ nhện khác đến cả anh luật sư mù Daredevil. Tuy nhiên, thời lượng chiếm sóng của các nhân vật ấy là chưa đủ để chiều lòng fan hâm mộ. Để rồi cuối cùng, giải pháp mà đại đế đưa ra là phát hành một phiên bản full không che, giống như cách mà DC và Warner Bros. Đã làm trước đây với Justice League của đạo diễn Zack Snyder. Tại thời điểm ra mắt, No Way Home chiếm thế áp đảo tại các phòng vé, thu về 800 triệu đô từ các rạp Bắc Mỹ, sắp nút 2 tỷ đô doanh thu toàn cầu. Nhờ con số đó mà phim giành vị trí thứ 6 bảng xếp hạng các tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Có fan còn cuồng đến mức lập kỷ lục Guinness nhờ ra rạp xem No Way Home đến 292 lần. Và khi phim trở lại với phiên bản đầy đủ, hay ho hơn, người hâm mộ trên chắc hẳn sẽ tự phá kỷ lục của bản thân, ra rạp thưởng thức No Way Home thêm vài lần nữa. Không biết bản full này có về Việt Nam không nhỉ? Theo lịch Bắc Mỹ thì phim sẽ mở bán vé từ ngày 9 tháng 8 và công chiếu ngày 2 tháng 9. Mình sẵn sàng đặt vé để xem bản full lắm rồi đây. Các bạn nhớ tin Ezra Miller bị tố kiểm soát, dụ dỗ trẻ vị thành niên chúng mình đã đề cập trong bản tin tuần trước chứ? Drama cũ chưa qua thì drama mới lại kéo tới rồi. Tuần qua, ở Massachusetts, Ezra Miller lần nữa bị tố đe dọa một gia đình và có hành vi không phù hợp với đứa con chưa đầy 12 tuổi của họ. Theo nguyện vọng của người mẹ, tòa đã ban hành lệnh bảo vệ tạm thời cấm Ezra Miller tiếp xúc với họ. Cụ thể, hồi tháng 2, khi đến thăm gia đình đó, Ezra Miller bị vướng vào một cuộc tranh cãi. Anh nổi điên, mắng té tát người mẹ, rồi dồn sự chú ý sang đứa con khi ấy 11 tuổi của bà mà dọa rằng mình đặc biệt thân thiết và quyền lực trong mắt đứa trẻ, cha mẹ không thể kiểm soát đứa bé nữa. Sau đó, nam diễn viên quay sang đứa trẻ và gạ gẫm trao đổi Instagram, dành lời khen cho bé và khuyên bé theo đuổi thời trang. Chưa dừng lại ở đó, trong vài lần ghé thăm tiếp theo, Ezra Miller khiến đứa trẻ cảm thấy không thoải mái khi ôm và cố áp sát cơ thể mình vào người bé. Người mẹ tin rằng khi ấy Ezra Miller đang không tỉnh táo, chịu tác động của chất kích thích, xét tới đồng tử giãn ra và những hành vi bất thường của anh.
Không may mắn như gia đình trên, kịp thời xin được lệnh bảo vệ của tòa án, gia đình của Tokata Iron Eyes, cô gái 18 tuổi bỏ nhà theo Ezra Miller mà chúng mình đã đề cập trong bản tin tuần trước, hiện không biết ngôi sao The Flash cùng con gái mình đang ở đâu. Tòa án cũng không thể xác định vị trí của Ezra Miller để xử đơn kiến nghị. Về phần nam diễn viên, vốn im hơi lặng tiếng trước những lùm xùm pháp lý từ bạo lực đến dụ dỗ trẻ vị thành niên, này đã có động thái mới. Tuy nhiên, thay vì phân trần hay là xin lỗi, Ezra Miller lại thể hiện thái độ thách thức khi đăng tải hàng loạt meme giễu cợt về việc chính quyền không thể tìm ra họ. Sau đó, nam diễn viên nhanh chóng xóa hoặc ngưng kích hoạt tài khoản Instagram của mình vào chiều thứ tư. Đây quả là tình huống khó xử đi vào lòng đất có 102 tại Hollywood phải không nào? Khổ nhất là Warner Bros. Khi tác phẩm The Flash do Ezra Miller đóng chính đã đi vào giai đoạn hậu kỳ và chỉ còn chờ ngày phát hành. Đã quá muộn để thay thế Ezra Miller và quay lại bộ phim. Cuối cùng, trước khi khép lại bản tin, chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn những tựa phim đáng thưởng thức tại rạp trình làng vào tuần tới nhé. Đôi khi, con người còn đáng sợ hơn cả ma. Câu nói ấy đặc biệt ứng nghiệm với The Black Phone, tác phẩm kinh dị được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Joe Hill. Phim theo chân Finney Shaw, một cậu bé thông minh, nhút nhát, bị bắt cóc và giam giữ bởi một tên sát nhân tàn bạo. Khi đang tuyệt vọng trong căn hầm, cậu nhận được cuộc gọi từ chiếc điện thoại treo tường đã bị ngắt kết nối, trong đó vang lên tiếng nói của những hồn ma đã từng là nạn nhân xấu số của kẻ thù ác. Họ cố cứu lấy Finney, không để cậu có kết cục giống mình. Nhưng một bên là những linh hồn không thể tác động lên vật chất của một đứa trẻ, một bên là tên giết người máu lạnh, nghe đã thấy chẳng hề cân sức rồi. Còn chần chừ gì mà không nhấc máy lên gọi đặt vé xem The Black Phone vào ngày 24 tháng 6 sắp tới. Tại Hàn Quốc, có một thứ được gọi là hộp em bé dành cho những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ lại, thường được đặt gần các bệnh viện, trung tâm bảo trợ, nhà thờ, v.v. Khai thác chính chi tiết có thật này, đạo diễn Koreeda Hirokazu đã cho ra mắt một tác phẩm mang tên Người Môi Giới. Chỉ những người trung chuyển những đứa trẻ từ chiếc hộp em bé đến với gia đình mới rồi thu tiền cò. Ở Broker, bà mẹ của đứa trẻ đổi ý quay lại tìm con để rồi bán tín bán nghi, dẫn thân vào một cuộc hành trình tìm một gia đình tốt hơn cho đứa bé cùng những người môi giới. Và thế là những nhân vật người dưng nước lã bỗng dưng trở thành một gia đình bất thường trên chặng đường tìm nhà mới cho đứa trẻ. Đến cuối cùng, liệu rằng họ có vì những gắn kết này mà giữ con lại? Đặc biệt, em gái quốc dân IU sẽ thể hiện vai người mẹ với những trăn trở và gánh nặng tâm lý như thế nào? Ngày 24 tháng 6, hãy tự ra rạp tìm câu trả lời với Broker, tác phẩm nhận vô vàn lời tán dương tại Liên hoan phim Cannes năm nay nhé. Đi xem phim rồi thì đừng ngại để lại bình luận cho chúng mình. Gợi ý làm nội dung về Black Phone và Broker hay bất kỳ tác phẩm nào mà các bạn yêu thích nhé. Cảm ơn vì đã xem hết video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau. May the force be with hasta la vista, baby.